Chào các bạn. Như hồi chiều mình đã hứa thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ về kinh nghiệm làm visa đi Mỹ và visa đi đi Pháp đi ha, đi châu Âu cũng sẽ là đi Pháp. Thì mình tại vì mình không có thời gian thì mình sẽ vừa làm việc mình vẽ tranh và mình sẽ chia sẻ. Thì ngày mai là mình bắt đầu đi học. Thì mình đi học thì mình sẽ không đến được nhà cô Annie, là cái cô giáo mà dạy tiếng Pháp riêng cho mình ở nhà. Nên mình muốn vẽ một bức tranh gì đó nó có một cái hình tượng Việt Nam, ví dụ như cái nón lá Việt Nam, để mình tặng cho cô. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm visa. Thì mình đã tự làm visa đi đi Mỹ năm 2010. Rồi năm 2016 là mình làm visa đi Pháp. Và tất cả visa mình làm á là mình tự làm. Thì các bạn có thể tham khảo rất là nhiều trang web như thông tin cái cách chia sẻ làm sao để mình làm visa đi du lịch đậu. Thì các bạn có thể coi như cái nguồn tham khảo của mình là một cái nguồn để giúp cho các bạn đậu visa. Cho nên mình sẽ không có nói nhiều về cái việc là làm thế nào, chuẩn bị hồ sơ như thế nào, cái hồ sơ nào cần để mà đậu được visa, mà mình sẽ nói là những cái yếu tố nào bạn cần có để đảm bảo rằng visa của bạn đậu. Thì theo kinh nghiệm của mình đó, có 3 cái yếu tố mà giúp cho các bạn đậu được visa du lịch. Yếu tố thứ nhất là về thời gian. Thời gian có nghĩa là cái thời gian mà bạn bỏ ra để mà bạn tìm hiểu, bạn đọc cái trang trên cái trang web của lãnh sự quán, ví dụ như đi Mỹ thì lãnh sự quán Mỹ, hoặc là đi Pháp thì trên trang web của lãnh sự quán Pháp, thì bạn phải lên đó bạn đọc. Bạn đọc để bạn xem là họ yêu cầu những gì. Và bạn sẽ lấy một tờ giấy, bạn ghi ra. Thì thật ra khi mà mình làm visa đi Mỹ là mình tự làm á, là các bạn biết không, mình bỏ gần 2 tuần. 2 tuần thì mỗi ngày mình lên đó mình đọc một chút. Thì mình đọc xong mình lấy một tờ giấy mình ghi lại. Mình ghi lại xong á mình liệt kê ra, ví dụ như họ cần những cái gì ABCD gì đó mình sẽ liệt kê ra. Thì mình đọc xong rồi ngày hôm sau mình lại lên mình đọc. Mình đọc đi đọc lại rồi mình tải cái form á mà yêu cầu điền thông tin để xin visa về và mình điền thử. Tức là mình làm đi làm lại rất là nhiều lần để mình đảm bảo rằng mình không bỏ sót một yêu cầu nào của họ hết ha. Thứ nhất là về thời gian là mình cần phải làm như vậy. Sau đó khi mà mình tiến hành mình đi Pháp thì mình cũng lên, bạn biết không, mình bỏ nguyên 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình lên mình đọc. Lúc đó thì bên visa đi Pháp á, thì còn làm ở tại lãnh sự chứ không phải là làm ở trên dịch vụ và TLS contact như bây giờ. Thì mình lên đó 2 ngày cuối tuần mình đọc, mình rà soát hết, rồi mình chuẩn bị những cái gì cần là mình đọc tới đọc lui, mình đọc hết những, mình lên Google mình search hết những cái thông tin tham khảo cũng như là những cái chia sẻ kinh nghiệm của tất cả mọi người luôn, rồi mình đọc rồi mình ghi chú, mình ghi lại thành một tờ giấy. Tức là đầu tiên mình phải có thời gian để mà mình đọc hết những cái thông tin đó. Nếu như các bạn làm qua dịch vụ thì thật ra dịch vụ họ cũng chỉ thay mình để họ đọc hết cái đó. Thì mình không đọc thì mình trả tiền cho dịch vụ họ làm. Chứ dịch vụ không có đảm bảo được là bạn sẽ đậu visa. Tại vì dịch vụ không phải là nhân viên, không phải là cái ông officer, ông nhân viên trong bên lãnh sự. Cho nên không thể nào mà đảm bảo rằng mình đậu visa được. Cho nên mình không có tin một cái dịch vụ nào có thể giúp bạn đậu visa bằng chính bản thân của mình. Đó là cái thứ nhất ha. Bạn phải đọc kỹ, đọc thật kỹ và liệt kê ghi ra giấy. Cái thứ hai á, khi mà mình làm á visa á, thì mình cần nhất á, cái thứ hai á, là sự tự tin. À, tôi có nguyện vọng, tôi có nhu cầu đến đất nước của anh để tôi tham quan du lịch, hoặc là tôi thăm bạn bè, hoặc là tôi có một cái công việc gì đó ha, thì nhưng mà trong bản thân tôi là tôi muốn đến thăm thật lòng. Và mình phải tin vào bản thân của mình là mình làm để mình đậu. Chứ còn mình chưa làm hết mình thấy chưa, nghe người này nói sợ rớt, người kia nói sợ rớt, chắc thiếu cái này thiếu cái kia, rồi phải đủ tiền trong tài khoản, rồi phải có
thư mời, những cái đó thì bạn Khoa nghĩ cái đó đó. Mình phải tin là mình làm visa để mình đậu. Để làm cái gì? Tại vì á, khi mà mình đi du lịch á, thì trên thế giới này đâu phải có mỗi nước Mỹ hoặc là nước Pháp, mà nó có rất là nhiều nước khác. Úc, Canada, Châu Phi, Bhutan, các nước ở châu Á, nước rất là đẹp. Thì mình phải nghĩ trong đầu rằng mình có nhu cầu đến một đất nước đó mình tham quan, là mình mang lại cho người ta cái lợi nhuận cái về phần du lịch. Cho nên mình phải tự tin lên là mình làm để mình đậu, chứ không phải là mình làm để rớt. Cái này quan trọng lắm nha. Giống như mình nè, mình vẽ tranh, thật ra mình không có họa sĩ xí gì trơn á. Mình học vẽ là mình theo mình đam mê, rồi mình thích, mình đi học một khóa ngắn hạn với một người thầy, rồi đa phần là mình lên YouTube rồi mình coi, rồi mình người ta vẽ làm sao, rồi mình bắt chước vẽ. Cho nên mình vẽ rất là amateur, nhưng mà cũng có ban đầu khi mình vẽ thì cũng có một vài người bạn á, thì nói ra nói vô, hoặc là nghĩ là cũng những cái trò nó thú vui tiêu khiển, nó không có ích lợi gì. Nhưng mà mình không có phải là mình nghe theo những lời đó mình không vẽ hoặc là như thế nào đó, và mình vẽ là gì mình thích mình làm. Thì các bạn cũng vậy, khi các bạn làm visa, cái yếu tố mà các bạn để đậu á, cái yếu tố tự tin nó rất là quan trọng. Bạn phải tự tin là bạn làm được. Thì khi bạn làm tự tin và có cái phần đó đầu tiên bạn tham khảo thông tin rồi, thì bước thứ ba cực kỳ quan trọng, đó là sự chuẩn bị. Mình có từng giúp một vài người làm visa, thì khi mà mình đọc qua hồ sơ họ chuẩn bị lần đầu mà họ rớt á, nói thật với các bạn chứ rất là sơ sài. Các bạn cũng làm đủ yêu cầu theo danh mục của lãnh sự đưa ra, nhưng mà mình bên trong cái ruột á, nó rất là đơn giản lắm. Nó đơn giản là nó không có thể hiện được cái mong muốn, cái tha thiết của bạn đến một đất nước của người ta. Nhất là mình ở khu vực nước châu Á mà đến các nước phát triển nữa, thì họ sẽ không thấy được cái sự thật tâm của bạn muốn. Cho nên cái bước thứ ba là cái sự chuẩn bị chu đáo. Bạn chuẩn bị kỹ chừng nào thì cái cơ hội của bạn nó sẽ cao chừng đó ha. Đó là ba bước. Thì như vậy á, ba cái yếu tố đó thì cộng theo những cái hồ sơ, những cái tài liệu nào mà mình các bạn cần để mà đưa cho lãnh sự quán. Thì sau khi mình làm, mình đậu được visa của bên Mỹ và Pháp rồi á, thì mình sẽ không nói chi tiết. Tại vì mình nghĩ là theo thời gian có thể họ cần các bạn bổ sung một số cái hồ sơ khác, thì mỗi lần làm các bạn lên bạn xem. Nhưng mà mình sẽ nói những cái hồ sơ chung mà các bạn cần để khi mà các bạn nộp á, thì mình nghĩ không chỉ riêng hai nước này đâu, mà những nước khác trên thế giới thì nó đều một cái mô típ nó giống như nhau. Và tùy tình hình cụ thể nước nào đó thì họ sẽ yêu cầu khắc khe hơn và thêm một hai cái thôi ha. Thì cho nên mình sẽ nói các bạn những cái chính mà mình cần. Rồi bây giờ mình nói qua cái danh sách những hồ sơ mà các bạn cần chuẩn bị. Thì mình đợi cho nó khô cái lớp này rồi mình nói mình sẽ làm cái lớp sau. Thì những hồ sơ mà các bạn chuẩn bị á, thứ nhất á là các bạn phải điền cái đơn xin visa, đúng không? Thì cái đơn này có khi là cái định dạng nó, cái format nó sẽ thay đổi theo thời gian, nên mình không có đưa ra cái form nào cho các bạn hết. Mà các bạn mỗi lần làm thì các bạn lên trên lãnh sự, ví dụ đi Mỹ thì các bạn lên trên lãnh sự Mỹ, bạn trên cái trang web bạn đào cái tải cái form đó về, thì khi bạn điền form, thì khi bạn điền form á, thì bạn điền như những người khác chia sẻ ha. Cái quan trọng khi bạn điền á, nếu mà đi Mỹ á, thì cái quan trọng nhất á, bạn điền á, là theo mình á, là bạn mô tả cái công việc của mình làm. Khi mà bạn có việc làm thì bạn mô tả nó kỹ chừng nào á, thì mình nghĩ khi người ta đọc vô, người ta thấy à, người này cũng có công ăn việc làm nè, công việc này cũng đàng hoàng, công việc này cũng có giúp ích cái gì đó, và người ta cũng có một cái sự tự hào trong công việc người ta làm, chứ không phải là người ta đi qua đây du lịch để người ta trốn luôn, thì nó sẽ đỡ hơn. Chứ còn bạn chỉ ghi chung chung, ví dụ như nhân viên văn phòng, mà bạn không mô tả những công việc nào trong đó hết, thì nhiều khi đọc vào á, người ta không thấy được cái tầm quan trọng của việc bạn làm.
Cái đó là kinh nghiệm của mình ha. Cái thứ hai á, khi mình điền form á, đi Mỹ á, thì nó có cái câu là bạn có bạn bè hay là người quen nào bên đó hay không, thì bạn nên trả lời thật lòng. Hồi xưa mình đi, khi mình đi du lịch đó, thì mình trả lời là mình có bà con. Thật ra mình có bà con là anh ruột của bà nội mình. Thì sau đó anh ruột bà nội mình bên Mỹ thì có cô chú, có các cô và các bác, thì mình chỉ điền là mình có bà con thôi, chứ mình cũng không có điền kỹ. Thì mình nghĩ là sau khi mà phỏng vấn người ta hỏi thì mình sẽ giải thích thêm. Thứ ba là cái địa điểm bạn sẽ ở. Ví dụ như bạn ở khách sạn thì mình nên có điền vào thông tin khách sạn của mình. Còn hồi đó mình đi á, là mình ở nhà người bạn của mình, thì mình cũng điền địa chỉ luôn. Ngoài ra không có thư mời gì hết á, không có gì hết á. Mình điền ngay cái địa chỉ đó. Mà bạn biết theo thời đại bây giờ, đối với một địa chỉ, đối với bên Mỹ á, nếu mà có một cái địa chỉ nhà á, thì mình tra ra được là người trong nhà là bao gồm những ai, thậm chí đã ở bao nhiêu năm, căn nhà đó xây từ lúc nào, và căn nhà đó trị giá bao nhiêu nữa, bao nhiêu tiền nữa nha. Thì đó là những thông tin mà điền form. Khi điền form á, một cái phần nhỏ đó là cái địa chỉ khách sạn mình ở, đúng không? Cái này là nói đúng cho Mỹ là Pháp luôn nha. Thì mình đọc rất là nhiều cái bạn tư vấn trên mạng á, là các bạn nói là ừ, mình đi du lịch thì mình lên trên trang web Booking hoặc là trên Agoda gì đó, mình book sẵn đi, book một cái địa chỉ khách sạn nào đó lớn lớn hay gì đó, xong rồi sau khi mình có visa rồi á thì mình sẽ hủy khách sạn đó và mình sẽ book lại. Thì mình xin thưa với các bạn nha, cái này tận mắt mình thấy là khi mình qua Pháp á, 6 anh rất là đẹp trai, không biết đến từ nước nào, nhưng mà không không phải là Trung Đông đâu. Khi mà nhập cảnh á, hải quan hỏi về khách sạn, các bạn đó móc trong giỏ ra, tìm ra cái tờ booking khách sạn, và mình thấy người hải quan á, cầm điện thoại lên, mình nghĩ là người ta sẽ gọi điện đến khách sạn đó để xác minh là những người này có thật sự là đến khách sạn ở hay không. Thứ hai nữa là trong cái lần đi mà mình đi Pháp lần đầu tiên á, thì hãng hàng không lúc đó mình đi Vietnam Airlines, thì các bạn đó hỏi mình về booking khách sạn và bảo hiểm. Thì các bạn đó hỏi là mới chia sẻ là chị có biết không, bên hãng Vietnam Airlines đã từng chở người qua nhưng mà nhập cảnh không được, trở về bởi vì lý do là không có booking khách sạn ha. Cho nên mình đừng có nghe, mình người Việt mình hay khôn lỏi lắm, book đặt xong rồi á, là bắt đầu hủy. Thì một lần á, nó giống như tì vết á, mình rất là khó có một, nếu mà phát hiện ra có sự gian dối thì rất là khó có lần thứ hai, và thậm chí có khi không bao giờ đi được. Cho nên mình khuyên các bạn là đừng có nghe lời những cái lời khuyên là cứ book đi rồi qua đó hủy, hoặc là book đi rồi sau khi có visa hủy. Mình nghĩ cái đó, nó trong thời đại bây giờ công nghệ số, theo dõi dữ liệu của khách ra vào một quốc gia, hoặc là theo dõi dữ liệu một công dân đi đến, hoặc là sử dụng dịch vụ nào đó, đối với các nước phát triển nó không phải là vấn đề khó đâu. Cho nên các bạn đừng làm như vậy ha. Đó là về điền form. Rồi thứ hai là về hình. Hình đó thì mình chụp, hồi đó mình kỹ lắm nha, mình đọc tới đọc lui, mình đọc hết những cái trang coi là nên đi chụp hình ở đâu nữa. Thì mình thường mình chụp, nhất hơi tốn tiền nhưng mà mình chụp hình lên, nếu ở Sài Gòn thì mình chụp trên đường Nguyễn Huệ, không mình chụp trên dọc cái đường Nguyễn Huệ mà khu phố đi bộ, là mình chụp trong những cái tiệm ở đó. Passport thì passport thì photo không nói gì ha. Rồi bây giờ cái phần quan trọng á, khi chuẩn bị hồ sơ là những giấy tờ chứng minh mình, chứng minh về mình nè, thì bao gồm là chứng minh mình ở đâu, đúng không? Thì thường là mình sẽ có sổ hộ khẩu gia đình. Rồi nếu mà mình có tạm trú thì mình cũng nên làm tạm trú luôn. Ví dụ như mình hộ khẩu mình là ở Bình Định và mình ở Sài Gòn là hơn 20 năm, thì khi mình làm visa thì mình cũng chuẩn bị sẵn cái giấy tạm trú của mình, và mình cũng photo để chuẩn bị sẵn không. Thứ ba là khi mình chứng minh về thân nhân của mình á, thì mình cần chứng minh, nếu mình đang đi làm á, thì mình cần chứng minh là gì? Mình có hợp đồng lao động, đúng không? Hợp đồng lao động xong rồi thì mình nên có một cái đơn xin nghỉ phép cho sếp ký vô, là mình có lịch trình sẵn là mình đi trong 2 tuần hoặc là 3 tuần, và mình đảm bảo rằng công việc của mình trong thời gian mình vắng mặt thì sẽ được hoàn tất, và mình nhờ sếp ký vô. Thì đơn này thường các bạn làm tiếng Anh luôn nha. Rồi tiếp theo là gì?
đơn khi nghỉ phép xong á, thì ngoài cái hợp đồng lao động ra thì mình nên có một cái giấy xác nhận mình là nhân viên với mức lương là bao nhiêu. Ví dụ như một số các cái doanh nghiệp á, có thể hợp đồng lao động các bạn á, trả mức lương ví dụ như 10 triệu chẳng hạn, nhưng mà thực tất là bạn có thể nhận là 15 triệu do các cái khoản phụ cấp trợ cấp gì đó, thì các bạn nên làm cái phần này để cho chứng minh được cái thu nhập của mình nó tốt. Và cái mức lương mà khi mà sếp ký đó thì nó nên khớp với lại cái con số trong tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu như bạn nhận chuyển khoản ha, trong ngân hàng của bạn. Đó là về thân nhân và hợp đồng lao động của bạn. Rồi bây giờ chứng minh về phần năng lực về tài chính, thì nếu như mình không hiểu nha, có nhiều bạn á, là cũng lương cao lắm nhưng mà vẫn vẫn rớt ha, thì cái đó mình không hiểu được. Nhưng mà theo mình nghĩ á, về năng lực tài chính thì mình nên làm số thật, tức là mình thu nhập bao nhiêu thì mình cứ in sao kê ngân hàng ra và mình lấy bút bút dạ mình bôi lên. Thì nói đến phần này á, có một cái minh chứng nho nhỏ là có bạn á, khi mà làm visa mượn tiền rồi tạo một cái tài khoản ngân hàng của mình đúng không, bỏ tiền vô, thì lúc đi nộp visa xong á, thì ở đây á, nộp visa thì in cái sao kê của cái tài khoản của mình xong rồi đi nộp, thì ở đây rút tiền ra à, không được, cái đó nó cũng cũng xạo đúng không, thì người ta cũng sẽ có cách người ta phát hiện ra thôi. Cho nên mình thật ra mình không cần nhiều tiền, nhưng mà có bao nhiêu tiền thì mình nên làm theo con số thật của mình. Rồi ngoài cái số tiền đó ra, thì nếu mà bạn có bất kỳ một cái giấy tờ nào mà mình chứng minh được cái khả năng tài chính của mình thì mình nên kẹp theo. Ví dụ như mình có thể có một cái hợp đồng một mình cho ai mượn tiền, hoặc là mình cho vay, hoặc là mình có một cái khoản thu nhập nào đó thêm riêng, thì tất cả những cái đó nó sẽ góp phần nó hỗ trợ cho mình hơn, thì bạn nên thêm vô ha. Nếu như bạn không có, bạn nên thêm vô. Rồi một cái yếu tố tiếp tục trong cái phần mà chứng minh về năng lực và khả năng đó, thì trong những trường hợp mà bạn có bạn bè hai hai bên nói chuyện chat với nhau, bạn trai bạn gái thì cũng được ha, chứ không nhất thiết là bạn trai đâu nha, hoặc là bạn có thư mời thì cái đó nó quá tốt. Còn nếu trường hợp mà bạn không có thư mời á, thì mình nên chuẩn bị sẵn một cái hồ sơ, giống như là mình hồ sơ thì trong đó nó có thể hiện là bạn bè này mình quen từ lúc nào, rồi trong quá trình đó mình có trao đổi những gì, có những cái gì liên hệ giữa hai người, thì mình nên chuẩn bị. Hồi đó khi mà mình đi lần đi Pháp lần thứ hai á, thì ông xã mình lúc đó làm thư mời cho mình, thì ngoài cái thư mời đó ra, mình còn làm thêm một cái nữa là chứng minh mối quan hệ giữa hai người. Thì mình viết một cái đoạn thư rất là ngắn thôi, là kính thưa lãnh sự, thì tôi tên là gì đó và cái người mời này là anh Benoit, thì chúng tôi có mối quan hệ trong thời gian bao nhiêu, và tôi có một số cái hồ sơ minh chứng mối quan hệ này, và cái hồ sơ này, những cái hình ảnh này là một cái tính cách rất là cá nhân riêng tư, và tôi đã tham vấn, có nghĩa là hỏi ý kiến qua người bạn của tôi trước khi mà giao cho lãnh sự. Sau đó mình kẹp vô là ví dụ như những cái đoạn nói chuyện, rồi hình ảnh giữa hai người, hoặc là những cái gì mà nó hình ảnh giữa hai người, hoặc là thư từ trao đổi, hoặc là gửi thư, gửi bưu phẩm, hoặc là gửi quà về nhà, thì mình photo mình kẹp vô. Và cái hồ sơ nó khá là dài nha, 7-8 trang. Tiếp theo nữa là mình làm sao mình chứng minh được đó là khi mà mình đi á, mình đi xong á, mình có trở về. Thì mình nếu mà các bạn có những sự ràng buộc á, càng nhiều sự ràng buộc thì càng tốt. Ví dụ như hồi đó mình đi đi Mỹ á, thì thật ra mình cũng có may mắn là mình làm cho công ty nước ngoài thì nó sẽ dễ đi hơn. Rồi khi mà mình đi Pháp á, thì cái hồ sơ mà hồi đó mình đi Mỹ á, nó là một cái phần trợ giúp rất lớn đối với mình đi lần đầu tiên mình tự đi á. Và trên cái thông tin sổ gia đình cũng như là trên cái tạm trú tạm vắng á, thì mình có sự ràng buộc, ví dụ như mình phải chăm sóc mẹ chẳng hạn, thì đó là những cái mà nó giúp cho người ta nhìn thấy là mình là người có trách nhiệm, và mình đi là mình đi chơi là mình về, chứ không phải mình trốn mình bỏ luôn á. Mặc dù thật ra là mình luôn luôn mình đi là mình đi chơi xong rồi mình về, nhưng mà người ta thì người ta không có hiểu và không có mất thời gian để mà mình biết những cái phần đó đâu, và người ta tất cả cái người ta nhìn trên hồ sơ của mình. Rồi tiếp theo là gì nữa, vé máy bay đúng không,
Khi mà làm visa đi Mỹ á, thì đỡ một cái là không phải mua vé máy bay trước, nhưng mà làm visa đi châu Âu thì phải các bạn phải mua vé máy bay trước, và mua vé máy bay thì bắt buộc phải 2 chiều nha. Rồi hồi nãy mình nói rồi là nếu mà mình ở tự ở thì mình có cái tờ đơn booking khách sạn, và cái tờ đơn booking khách sạn này á, mình đăng ký khách sạn này thì mình nên làm bằng tiếng Anh. Có một lần mình đi á, mình làm cái booking khách sạn á, bằng mình lỡ mình lúc mình chuyển ra nó bằng tiếng Việt và nó không có tên mình trên đó, là mình phải chạy về bổ sung, mình phải in in lại ha. Tương tự như vậy với máy bay á, khi các bạn book online thì nó sẽ có trang web, nó sẽ có tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thì các bạn chọn ngay từ đầu là tiếng Anh để trên cái thông tin trên vé nó hiện ra là tiếng Anh. Mình cũng bị một lần luôn là tổ trác là in ra là tiếng Việt và mình không để ý, mình nghĩ là à cái vé bay này có thông tin đi lại rồi thì mình không cần, nghĩa là mình đem mình nộp thì bên lãnh sự họ không chấp nhận mà mình về mình phải bổ sung trở lại. Và cuối cùng quan trọng là tùy tùy nước mình đi thôi thì các bạn có bảo hiểm ha, có bảo hiểm thì mình khi mình mua thì mình mua cái ngày mà mình còn ở Việt Nam chuẩn bị đi và cái ngày cuối cùng mình đặt chân về, thì mình mua trong cái khoảng thời gian đó, nó sẽ ví dụ như mình đi là ngày 30 tháng 5 đi và mình về là ngày 15 tháng 6 thì mình xin visa trong khoảng thời gian đó đúng không, thì mình nên mua rộng ra một chút xíu để làm chi. Nhiều khi mình có một sự xê dịch nào đó, hoặc là nhiều khi hãng máy bay ấy, họ lúc mà tin về ấy, họ bị trục trặc hoặc họ là delay 1 2 ngày thì cái phần du lịch đó nó tốt cho mình luôn, nó bao gồm được cho mình tới ngày đó luôn. Ví dụ như 15 tháng 6 mình về Việt Nam thì mình nên mua là 17 hoặc là 18, tại vì trên nhau 2 3 ngày thì cái khoản mức giá nó không có gì thay đổi nhiều hết ha, trong bảo hiểm. Và mình mua bảo hiểm thì mình nên mua hãng uy tín, ví dụ như mình đi thì mình hay mua của AIG thôi, mình AIG hoặc các bạn có thể còn mình đã từng hỏi qua dịch vụ Liberty gì đó thì không có tốt. Mình gửi thư mình hỏi đàng hoàng, nói ừ để trả lời cho bạn, cuối cùng cũng không trả lời luôn, thì mình không chắc lỡ mình xảy ra chuyện gì thì họ cái dịch vụ của họ có thể đáp ứng kịp thời cho mình hay không ha. Thì đó là cái phần mua về về bảo hiểm. Rồi bây giờ cái phần á mà thể hiện là bạn thật lòng muốn tham quan người ta, tham quan đất nước người ta, cái phần này rất là quan trọng. Cái phần này mà các bạn chuẩn bị cũng sẽ rất là lâu, là mình lên lên một cái danh sách mỗi ngày ha, mỗi ngày nè, ngày thứ nhất tôi đến nè, bạn sẽ làm gì, hoạt động gì. Ví dụ như bạn tham quan điểm A điểm B nào đó thì cái hoạt động tham quan của bạn tốn khoảng bao nhiêu tiền, bạn nên tham khảo. Ví dụ như khoảng 50 euro thì bạn nên để vào 50 euro. Rồi tiền ăn trong cái ngày đó là khoảng bao nhiêu thì bạn nên để vô một cái cột. Và cuối cùng á, là cái địa điểm mà bạn 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 đến và cái khoảng cách từ đó đến khách sạn bạn đang ở là bao nhiêu. Ngày thứ hai cũng như vậy. Cái này nó rất là quan trọng, nó thể hiện là bạn thật sự có sự chuẩn bị. Các bạn biết hồi đó mình chuẩn bị đi Tulu á, mình làm ở gần 2 trang. Phần mà chuẩn bị mình đi tham quan cái gì, mua và ở đâu, bao nhiêu tiền mỗi ngày, và sau đó mình tổng kết lại là khoảng bao nhiêu tiền tổng. Rồi sau đó mình cộng thêm một cái cột nữa là dự định mua sắm hoặc là quà cáp bao nhiêu tiền. Và cuối cùng tổng cộng lại là con số mà mình tính ra. Và mình ghi chú như này là à tôi sẽ đem bao nhiêu tiền mặt và phần còn lại thì tôi dùng thẻ Visa hoặc là thẻ debit, credit hoặc là debit của mình. Thì nó sẽ thể hiện được là bạn có chi tiết lịch trình, bạn những nơi bạn tham quan và bạn biết được lường trước được là những cái chi phí phát sinh của mình như thế nào. Và thật ra cái này nó cũng hữu ích nữa, tại vì khi bạn đến đó mà bạn gặp trục trặc gì á, thì bạn cũng có sẵn cái tờ đó rồi và bạn có những cái thông tin về địa chỉ rồi liên hệ, thì nó giúp cho cái cơ hội lịch trình của bạn đi được tốt hơn và cơ hội xin visa của bạn đậu tốt hơn. À, một cái phần nhỏ nữa ha, là khi đi phỏng vấn, sau khi nộp nộp thì đi phỏng vấn, thì đi phỏng vấn thì bạn cứ bình thường thôi, mình tự tin thoải mái nhưng mà ăn mặc đàng hoàng lịch sự. Mình khi mình đi phỏng vấn visa mình đã gặp nhiều người, mình thấy mặc rất là xề xòa ha, có thể mình đi chỗ nào đó mình làm công việc gì đó mình mặc đồ xề xòa như vậy cũng được, nhưng mà mình đến đó thì mình nên ví dụ nam thì mặc quần tây bỏ áo sơ mi,
Còn nữ thì cũng nên mặc mặc đồ lịch sự hơn, ví dụ như váy vest công sở chẳng hạn, thì nó giúp cho mình nhìn thấy con người mình nó đàng hoàng hơn và nó dễ hơn. Chứ còn nhiều khi mình thấy có nhiều người đi xin visa mà mặc áo thun quần rin, mình đã gặp ha, thì nhìn mình nó không cảm tình, không cảm tình nhiều lắm. Và khi phỏng vấn thì mình nên tự tin. Khi phỏng vấn Mỹ lúc mình ngồi mình thấy có con bé kia nó rớt visa đi du học, thì mình nghe ông bên lãnh sự phỏng vấn hỏi một câu là em chuẩn bị hồ sơ đi du học gì, thì bên đó em có bạn bè hay không, người quen không? Không, em không có ai hết, không có ai hết. Ông đưa cái hộ chiếu trả về luôn, ông lắc đầu nói ta không có tin. Và sau đó bé nó chửi thề, nó chửi tại chỗ luôn, tại vì nó xin nhiều lần rồi mà không có đậu. Nhưng mà rõ ràng là mình không nghĩ là mình sợ giấu giếm gì, nếu mình không có người quen bên đó mình sợ người ta nghĩ là có người quen mình ở lại, mình không nghĩ vậy đâu. Nếu mình có thì mình cứ nói có mà mình giải thích mối quan hệ của mình. Còn bên visa đi Pháp bây giờ thì tất cả đều qua bên bên cái dịch vụ TLS Contact á. TLS Contact á, thì mình lên đó rồi mình đăng ký tài khoản rồi mình làm theo các bước đó thôi. Thì khi mình làm trên trang web đó thì mình làm từ từ chậm rãi ha, cẩn thận khi mình điền form. Và mình điền xong rồi thì mình nên in là cái form nó ra, mình in cái form nó ra để mà khi mình đi nộp á, nếu mà có những cái sai lệch ở đó thì mình có thể ký trực tiếp bên đó và mình viết trực đó luôn. Và các cái bạn nhân viên của TOS thì cũng sẵn sàng giúp mình, coi như là bạn rà soát lại lúc mình nộp luôn, cho nên các bạn cũng không có phải lo. Thì mình hy vọng rằng những cái chia sẻ này của mình đó, nó giúp cho các bạn chuẩn bị visa nó tốt kỹ lưỡng để mà mình chứng minh được là mình thật sự thật lòng và mình nghiêm túc trong cái việc xin visa để đi qua thăm các cái nước như Mỹ, như Pháp ha, hoặc là các nước trong khối Schengen. Cảm ơn các bạn đã nghe và mình chúc các bạn là có một cái phỏng vấn xin visa thành công, cũng như là mình có visa để mà mình đi tham quan theo cái nhu cầu mong muốn của mình. Còn form và mẫu thì trong những trường hợp nào đó cần thiết các bạn không thể tham khảo tìm được thì các bạn có thể liên hệ với mình, thì mình sẽ chia sẻ những cái form mẫu đó ha. Còn những form mẫu đó thì mình không có đính kèm lên trên này được. Xin cảm ơn các bạn. Thì giờ chanh nó khô nè, các bạn muốn xem không? Thì nó hơi khô lớp này rồi thì mình sẽ vẽ những lớp tiếp theo. Chanh này là chanh mình đã vẽ trước nè, vẽ để chơi vậy thôi chứ cũng chả buôn bán hay là cho ai gì. Ai quý quý thì mình sẽ tặng. Còn cái này hôm nay mình tính vẽ hai cô gái đội nón lá, mình vẽ cái lớp bên bên ngoài rồi thì bây giờ mình vẽ lớp trong. Xin chào các bạn nhé.